nhằm chia sẻ với những khó khăn thiếu thốn của thầy cô giáo nơi vùng lũ đi qua. Công trình nhà ở giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Hướng Việt, huyện Hướng Hóa được xây dựng với quy mô 2 tầng, trị giá 1,5 tỷ đồng. Công trình được tài trợ bởi chương trình Thương Lắm Miền Trung của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Khi xảy ra lũ lụt của đồng bằng miền Trung thì đài chúng tôi cũng đã tổ chức một cái chương trình giao lưu nghệ thuật Thương Lắm Miền Trung, và qua đó để kêu gọi sự quyên góp ủng hộ của nhân dân, của khán giả, rồi của các doanh nghiệp, và thu được một số kinh phí đáng kể. Qua thực tiễn đến cơ sở thì tôi thấy rằng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Trị đã chọn được một cái điểm trường rất phù hợp để cho cái việc làm của chúng tôi thêm phần ý nghĩa. Trường tiểu học và trung học cơ sở Hướng Việt, huyện Hướng Hóa là điểm trường bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ tháng 10 vừa qua. Lũ rút, hàng nghìn tấn bùn, đất, cây cối, lũ kéo về làm ngập dâng cao đến 1 mét, gây lầy lội khắp sân trường, nhà tập thể và lớp học. Tất cả phương tiện phục vụ cho dạy và học, đồ dùng sinh hoạt của thầy cô giáo, nhà ở tập thể giáo viên đều bị cuốn phăng, nên công trình nhà xây dựng công vụ cho giáo viên ở đây thực sự có ý nghĩa. Đây là cái món quà vô cùng quý giá và có ý nghĩa, vừa tiếp thêm niềm vui, sức mạnh và tạo thêm cái động lực để đội ngũ thầy cô giáo tiếp tục nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, và đặc biệt là các thầy cô sẽ yên tâm công tác hơn, nỗ lực để phấn đấu vì cái sự nghiệp giáo dục trên quê hương Quảng Trị, đặc biệt là đối với những đơn vị trường học ở vùng sâu vùng xa. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, công trình xây dựng nhà ở giáo viên, trường tiểu học và trung học cơ sở Hướng Việt, huyện Hướng Hóa thật sự có ý nghĩa. Lãnh đạo tỉnh ghi nhận tấm lòng của Mạnh Thường Quân cũng như của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng và Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị trong việc kêu gọi, vận động và chọn điểm trường để tài trợ. Đồng chí mong muốn công trình sớm hoàn thành để đưa vào sử dụng. Chúng ta đang đứng đây, một trong những điểm trường có thể nói rằng là nơi biên cương, nơi những cái xã có thể là vùng sâu, vùng xa nhất của tỉnh Quảng Trị. Và chúng tôi cũng đón nhận được những tấm lòng rất là quý báu từ những cái tỉnh bản, tỉnh thần, đặc biệt là thành phố Hoa Phượng Đỏ, thành phố Hải Phòng. Và bằng những cái nghĩa cử rất là cao đẹp, đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng, và trong đó đài truyền hình của thành phố Hải Phòng đã có những món quà về vật chất cũng như sự thăm hỏi động viên rất ân tình. Chính vì như vậy cũng giúp cho chúng tôi cũng như thầy cô giáo và các em học sinh ở xã Hướng Việt vượt qua những khó khăn bước đầu, và cũng như là cố gắng để mà tập trung mọi nỗ lực để vượt qua những khó khăn thách thức. Công trình nhà ở giáo viên, trường tiểu học và trung học cơ sở Hướng Việt, huyện Hướng Hóa dự kiến hoàn thành vào dịp 30 tháng 4 năm 2021. Công trình hoàn thành sẽ góp phần giúp các thầy cô ở vùng sâu, vùng xa này vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống. Dịp này, Báo Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với tập đoàn Vingroup trao tặng 100 chiếc xe đạp cho học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Hướng Việt, huyện Hướng Hóa và trường trung học cơ sở Hướng Hiệp, huyện Đắk Cờ Rông. Cũng trong sáng nay, đồng chí Võ Văn Hưng đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho hai đồng chí Hồ Văn Sinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hướng Việt, và đồng chí Lê Văn Duy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hướng Việt đã bị thương trong khi đi cứu trợ 7 người dân mất tích do lũ lụt.